Cái việc giữ một cái thai tới đủ ngày nó đã khó rồi các bạn, mà khi đủ ngày rồi mình quyết định đó, trường hợp này mình sanh thường hay sanh mổ đó, nó còn khó hơn nữa. Mà nó khó thì tới bên cái thời điểm này á, thì bây giờ nó còn phụ thuộc vào cái ý của bà sản phụ nữa. Ví dụ như trường hợp này nó thật ra về chuyên môn của bác sĩ thì nói trường hợp này đẻ thường được, mình cứ theo dõi đẻ thường. Nếu trong vấn đề đẻ thường nó có khó khăn gì chuyển dạ, ngôi thế nó không thuận lợi, nó cổ cung nó không nở được thì lúc đó mình mới mổ. Nhưng mà trước mắt mình sanh thường thì nhiều khi nhiều chị không chịu, nhiều chị nói bây giờ trời ơi mang bầu tới giờ mệt quá rồi, mới có nhiều khi nhiều bà mệt quá rồi không chịu đẻ thường, nói thôi mổ đi bác sĩ ơi, mình nhiều khi chưa đủ ngày mới 36 tuần mới bả đòi mổ nữa. Các bạn biết đó, ngay cả mình chỉ định gọi là mổ chủ động đó, thì khi nào đủ ngày mình mổ, thì đủ ngày thường thường người ta coi là trên 39 tuần là đủ ngày là em bé coi như nó hoàn chỉnh hết là mình mới mổ. Còn mấy bạn mổ sớm ít nhất cũng phải trên 38 tuần, chứ sớm quá đó nhiều khi đó, em bé nó còn non, có phổi nó chưa có trưởng thành đó mấy bạn mổ sớm ra nó dễ bị gọi là suy hô hấp đó, cái phổi nó yếu lắm. Nên là ngay cả trường hợp mình muốn chủ động mình mổ á, thì mình cũng phải đợi cho nó đủ ngày, chứ mấy bà đừng có đòi mổ sớm quá. Nhiều người nhắn tin cho tôi chợ mới 35-36 tuần đòi mổ như giặt vậy á, đâu có được. Mổ sớm quá, thứ nhất mổ thì bác sĩ mổ lúc nào cũng được, nhưng mà mổ sớm quá mấy bạn biết con nó ra nó ốm, nó suy hô hấp, nó nằm lồng ấp mà nó đủ vấn đề chứ á. Nhiều khi những trường hợp nó xui mấy bạn biết không, nó ra nhiễm trùng phổi nó sống được luôn nữa. Nên là mấy bạn cố gắng dưỡng, mình đã dưỡng tới đủ ngày rồi thì cố gắng thêm một tuần nữa, nó chẳng bao lâu hết trơn á. Nên mà mình thêm một tuần như vậy đó em bé nó rất là cứng, nó tốt hơn sau này mấy bạn nuôi nó ít bệnh nữa. Chứ mấy bạn đừng có gì mình mệt, mình đau lưng, mình này kia đòi mổ ra sớm, con ra mẹ khỏe mà con ra nó yếu xìu, mốt mấy bà nuôi nó còn khổ hơn nữa.